Ok, đây là bài số 2 rồi, nhưng mà nếu các bạn mà học đến bài này mà cảm giác bài 1 các bạn chưa ngấm đấy thì các bạn hãy xem lại bài 1 nhé. Và cái bài số 2 này này, khi các bạn học xong đấy thì một vài vài ngày sau thì các bạn cũng nên lại học từ bài 1 đến bài 2 để các bạn hiểu hết cho nó cái hệ thống. Hiểu hết cái hệ thống thì nó rất là tốt, bởi vì cái này sách nó là một sự bài bản rồi. Rồi bài 2 sẽ là một cái bí mật mình muốn bật mí cho các bạn. Đó là tiếng Hán không khó đâu. Tiếng Hán không khó lắm. Tiếng Hán không khó lắm. Hán hủy phú thai nạn. Tiếng Hán không khó lắm. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số các từ mới ở đây. Tiêu đề là thì ơ cửa. Thì ơ cửa ta thấy e ơ đọc là ơ đúng không? Đấy. Viết là e ơ này đọc là ơ. Âm ơ ta đọc trong học trong cái bài nền tảng rồi. Các bạn chưa học bài nền tảng phải quay lại nhá. Thì ơ cửa. Thì ơ cửa đó, thì ơ cửa đấy, đọc như vậy ba dấu hiệu thì ơ cửa đấy, hán hủy là ta có từ hán hủy là hán ngữ, hán là hán, hủy là ngữ, hán hủy phú là phủ định một cái gì đó, thai là quá, nán là khó, tức là tiếng Hán không quá khó đâu đấy, chúng ta dịch là tiếng Hán không khó lắm. Ở đây là lỷ máng ma hẳn máng hán hủy là hán ma phú thải nản. Đây ta sẽ học đây, máng, từ máng là viết như thế này, các bạn nên viết này, từ máng là bận, busy là bận rộn đấy, busy bận rộn. Từ ma, ma là một cái hậu tố ta dùng ở cuối một câu hỏi đấy, dùng một cuối một câu hỏi, từ ma ma không phải ma quái mà ma là dùng với câu hỏi. Ví dụ ta ta hỏi là có đau không, có ốm không, như thế có được không, từ không lúc nào nó ở cuối cùng đúng không? Nhưng mà cái từ ma này nó mang vậy, nó mang cái tính cách giống như cái từ không, tức là lúc nào ở cuối cùng để nhấn mạnh là có để hỏi, mà nó là một cái từ để mang cái tính chất, nó là một cái phần tử để dùng cuối câu hỏi. Đấy, mang tính chất như vậy, phần tử để dùng cho cuối câu hỏi. Tiếp theo là từ hẳn, hẳn âm là ta đọc là en nhá, đọc là en hay là đọc là hẳn, âm ơ là ân nhá, hẳn hẳn là very là rất, hẳn thế nào là hàn, hàn 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 nhụy. Từ nán, từ nán là hard hay là difficult, hàn từ nán này, từ hard thì ta cũng biết là từ hard trong tiếng Anh thì nó thể hiện một cái gì đó rất là nặng nhọc vất vả cực khổ, từ còn từ difficult là nói đến cái hoàn cảnh khó khăn gian nan, thì từ nán là nghĩa như vậy, nán nán. Tiếp theo là từ thai, thai là quá, thai là to hay là quá, là over là vượt quá. Ở đây sao có cái từ này là từ excessively, excessively có nghĩa là quá đáng, quá thể, quá một cái gì đó, quá sức chịu đựng một cái gì đó, là quá mức quá cái hạn định cho phép, là excessively. Thì là từ thai, thai là quá. Tiếp theo là có từ bố, dad, bố nhá, pa 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 đấy, bố. Ma 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 cái từ ma này, cái từ ma đầu tiên ta đọc không nhẹ mà không nặng, nên từ ma vì sao ta đọc nhẹ đi là được ma mà. Tiếp theo từ tha, tha là anh ấy, cô ấy, chị ấy, hay là chung quy là cái từ tha này, hai cái từ này đọc giống nhau. Mang cái nghĩa nó là chỉ ngôi thứ ba số ít trong tiếng Anh, tức là chỉ cái thằng kia, con kia hay là chỉ bố mẹ mình cũng dùng cái từ tha này, nó mang tính từ tiếng Anh, nhưng mà cách viết nó khác nhau các bạn nhé. Cách viết này, cái bộ nhân đứng này thì là chỉ cho người nam, tức là thằng đàn ông lúc nào phải đứng đấy, còn bộ nữ thì nó có bộ bộ nữ đây, bộ nữ đấy. Nó có bộ nữ đây đấy, các bạn hiểu như vậy đấy, từ tha hay từ tha đấy, là her him. Thì ta sẽ nhìn thấy đây có cả her và him, tức là mang tính sở hữu. Từ này mang dùng tính sở hữu luôn. Của anh ấy cũng dùng từ này, nó hay của cô ấy, của bà ta cũng mang cái từ tha này luôn. Tiếp theo tao có một từ nán nữa. Từ nán này là chỉ thằng đàn ông, chỉ một đứa con trai. Đấy. Male là giới tính đực. Đấy. Từ nán này các bạn cách viết khác nhau. Có cái từ nán trên này là difficult, là khó khăn, gian khổ, cực nhọc. Đấy. Còn cái từ từ này viết khác đi. Đấy, là chỉ thằng đàn ông, các bạn nhìn thấy ở đây, đây là có một cái bộ dao
và bộ khẩu, bên trong bộ khẩu có dấu cộng hay cái gì vậy thì là thằng đàn ông đấy. Nó chỉ à, không phải chỉ mà chỉ giới tính đực đấy. Chỉ giới tính nam. Làm tiếp theo là có từ khưa cửa. Khưa cửa là khưa cửa là con trai đấy. Khưa cửa là đấy. Khưa cửa là ca ca đấy. Khưa cửa ca ca đấy. Thi thì là thằng đệ 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 đấy. Thi thì đệ đệ từ mấy mày là mỗi mỗi mấy mày à, dễ đúng không? Các bạn xem phim Trung Quốc thì cái này có dễ ra mấy mày mấy mấy mày mấy mày răng gạo shit là con em gái mỗi mỗi tiếp theo là đó là cái phần từ mới cái này và ta sẽ luyện tập nhá. Rồi bài sau chúng ta sẽ học cái phát âm và hội bài sau ta học cái phát âm và một số cái bài tập mình sẽ trình bày các bạn. Thì mình sẽ không làm bài tập các bạn đâu, các bạn phải mua sách mình làm bài tập. Thì bây giờ ta sẽ luyện tập thôi, còn cái hội thoại ta sẽ chỉ có hội thoại chỉ ngắn thế này thôi, chỉ có 2 câu thôi, rất là đơn giản. Ta đang xây nền mà, xây nền đó, kiến thức thì nhiều nhưng mà thực hành thì ít, xây nền nó là như vậy. Ok, chỉ A cửa bài số 2. Hàn ngữ bù thai nán. Hàn ngữ bù thai nán. Đấy, hàn ngữ không có khó lắm. Y khơ quấn. Y khơ quấn. Khơ quấn là gì nhỉ các bạn nhỉ? Khơ quấn là một cái text, là một cái đoạn một đoạn. Đấy, một đoạn văn. Đấy. Là một cái bài đọc. Khơ quấn một cái bài đọc. Một cái bài đọc nha. Lì máng mà. Lì máng mà. Bạn bận không? Lì máng mà. Bạn bận không? Hẳn máng. Hẳn máng. Rất bận. Đấy. Hẳn bận lắm. Hẳn máng rất bận. Hàn ngữ nán mà. Hàn ngữ nán mà. À, hàn ngữ khó không? Bù thai nán. Bù thai nán. Không khó lắm. À, ở đây là nỉ máng mà. Mày bận không? Nỉ máng mà. Hàn máng bận lắm, không đi chơi đâu, đừng gà. Kiểu thế. Hàn máng. Hàn ngữ nán mà. Hàn ngữ nán mà là hàn ngữ thì khó không? À, bù thai nán là không khó lắm đâu. Nha. Bù là phủ định. Phủ thai là quá, nán là khó, nán là khó đúng không? Phủ thai nán là không quá khó, tức là không khó lắm, không quá khó. Ở đây từ ma chủ yếu là cái đoạn bài đọc này nó cho chúng ta là gọi là cái từ ma này. Nên ta biết là ma đây là để hỏi chứ không phải là ma quái. Ma là để cuối câu, là để hỏi nó không không, để hỏi là mày có bận không, mày có yêu tao không, kiểu thế. Rồi, luyện tập từ mới các bạn nha. Luyện tập nào chúng ta cùng nhau. Ok. 2. Sinh từ. Sinh từ từ mới. Mắng. Mắng. Ma. Ma. Hẳn. Hẳn. Hàn ngữ. Hàn ngữ. Nán. Nán. Thái. Thái. Bà bà. Bà bà. Má má. Má má. Tha. 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 Nán. Nán. Cơ cơ. Cơ cơ. Đi đi. Đi đi. Mây mây. Mây mây. Ok, video này sẽ dừng ở đây. Và hẹn gặp lại trong cái video vất vả tiếp theo. Các bạn có muốn luyện lại nhỉ? Luyện lại tí nhỉ? Máng. Ma. Hẳn. Hàn ngữ. Nán. Thai, papa, mama, ta, nán, khơ cửa, thi thì, mây mày. Ok, đó là nghĩ là các bạn hàm thụ được hết, không có gì quá khó cả. Các bạn cứ kết thúc ở đây đi, và cứ coi như các bạn chưa học cái gì đi, và cảm giác là quên hết đi, cho nó nhẹ nhàng đi, vì bài sau sẽ bài vất vả đấy. Hẹn gặp lại các bạn trong một bài vất vả tiếp theo.